Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị và quy chế số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý các phản ánh kiến nghị của công dân. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp công dân tháng 3 năm 2022 về chính sách người có công. Dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, các địa phương có liên quan. Tại buổi tiếp, thân nhân liệt sĩ kiến nghị về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Gia đình đã được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ từ năm 1996 nhưng chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công. Sau khi nghe chính quyền địa phương và cơ quan chức năng báo cáo, phân tích giải trình và đưa ra các phương hướng giải quyết đối với các hồ sơ liệt sĩ. Kết luận buổi tiếp dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, những năm qua, Đảng bộ chính quyền tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các cấp ủy Đảng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các cơ quan, các đơn vị và cá nhân, nhà hảo tâm đã tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, từ đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời qua đó cũng bày tỏ lòng tri ân đối với các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành có liên quan và các địa phương phải xác định chính sách đối với người có công là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên liên tục, bảo đảm trách nhiệm nghĩa vụ của thế hệ hôm nay đối với liệt sĩ. Coi đây là việc thiết thực nhất để tri ân đối với các gia đình liệt sĩ. Đề nghị các đồng chí một lần nữa căn cứ vào Nghị định 131 tiến hành tổng rà soát để thực hiện kịp thời đầy đủ chính sách người có công đối với các liệt sĩ theo đúng tinh thần đã được quy định ở tại pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 có hiệu lực vào đầu năm 2021 cũng như là Nghị định số 131 của Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2021. Đồng thời hướng dẫn các thân nhân, gia đình liệt sĩ hoàn thiện các hồ sơ để chúng ta phấn đấu giải quyết càng nhiều càng tốt những các hồ sơ tồn đọng. Trong số hơn 300 cái hồ sơ mà các đồng chí đã rà soát được, làm sao đấy tôi rất là mong là đây ngày 27 tháng 7 năm 2022 đến gần rồi đây. Các đồng chí mà giải quyết ngay một số các trường hợp thì hết sức là có ý nghĩa. Thì tôi đề nghị các đồng chí dành thời gian tập trung giải quyết các cái hồ sơ tồn đọng theo đúng tinh thần của Nghị định 131. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ đảng viên, đi đầu là cán bộ lao động thương binh xã hội. Thực hiện tốt phương châm, nhà nước và người có công cùng nỗ lực vươn lên, tiếp thu ý kiến phản ánh những vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.